theo góc độ sinh học thì zombie hoàn toàn không thể tồn tại Đầu tiên là bạn cần phải có những thứ cơ bản nhất để đảm bảo có thể tồn tại từ ngày này qua ngày khác, chẳng hạn như là nước, thực phẩm, thuốc, thậm chí là vũ khí. Càng nhiều vũ khí càng tốt, bước tiếp theo là chạy khỏi những khu vực tập trung đông dân, bởi càng ở những nơi có nhiều người thì các thê ma này càng đủ liều lĩnh để làm mọi thứ giúp chúng được sống. Bước thứ ba là tìm kiếm một nơi trú ẩn để có thể bảo vệ bằng khỏi những tên sát sống, luôn đi lang thang và chỉ trực chờ được ăn não những người cuồng zombie trên toàn thế giới có thể kể tên rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc một khi người chết trở thành zombie và đó có thể là do một loại virus do một loại hóa chất hoặc do là ô nhiễm tác động đến vùng não của những người chết khiến cho khu vực bản năng như là ăn uống hoạt động trong khi các vùng khác của não vẫn chết. Cái tên zombie có thể bắt nguồn từ miền Tây Ấn Độ giống như từ Zombia, có nghĩa là ma quỷ hoặc là na zombie của Congo, có nghĩa là linh hồn của một người đã chết. Sự tồn tại của zombie được truyền bá rộng rãi qua những câu chuyện truyền thuyết và trong vài thập kỷ qua lại được các hãng truyền thông theo dệt để biến chúng trở thành nhân vật chính trong các bộ phim hay sản phẩm quảng cáo và cho đến nay thì số lượng các giả thuyết về zombie rất nhiều, nhưng vẫn chưa thực sự có một câu trả lời chính xác tại sao và bằng cách nào mà những sinh vật quái dị này lại có thể tồn tại. Và một số thì cho rằng chúng được tạo ra bởi một loại virus khiến cho cơ thể con người thay đổi. Số khác thì lại cho đó là kết quả của những hoạt động tiếp xúc với bức xạ do nhiễm nấm ký sinh. Thậm chí cũng không ít người khẳng định chính những lời nguyền ma thuật đã khiến cho xác sống hồi sinh từ một thế giới nào đó. Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng *The Night of the Living Dead* tức là *Đêm của xác sống* được công chiếu vào năm 1968, hình ảnh của xác sống đã được mô phỏng rất hoàn hảo và chính xác. Thì chúng được gọi là quỷ. Tuy nhiên, vì vẫn còn một số đặc điểm khác hoàn toàn với những con quỷ thực sự nên chúng được gọi là xác sống. Xác sống di chuyển chậm nhưng lại không ngừng tiến về phía con người với sự kiên nhẫn và số lượng vô cùng lớn. Zombie thời hiện đại, chẳng hạn như trong bộ phim World War Z, được công chiếu vào năm 2013, có thể di chuyển rất nhanh và khá thông minh. Zombie thực sự là một nghịch lý đi ngược lại hoàn toàn với những quy luật vật lý. Chúng chưa chết, thậm chí còn có khả năng di chuyển xung quanh như thể chúng đang sống. Chúng lạnh lẽo vô hồn nhưng bằng cách nào đó lại có thể đào bới trong hộp sọ của các nạn nhân để ăn não Cơ thể của chúng mục nát nhưng lại có thể tiến xuống đường phố và rượt đuổi bất cứ con người nào xuất hiện ở hai bên đường. Mặc cho tất cả những truyền thuyết hay là hình ảnh về zombie y như thật trong các bom tấn điện ảnh thì các quan điểm về sinh học con người, tức là Human Biology, đều khẳng định rằng zombie không thể tồn tại. Và sau đây là 10 bằng chứng chống lại quan điểm của các tín đồ cho rằng một ngày nào đó thì zombie sẽ trỗi dậy tác động của nhiệt độ và độ ẩm. Bạn đã bao giờ ở Atlanta vào tháng 8 chưa? Từ ngột ngạt cũng không đủ để diễn tả nỗi khổ và chịu đựng khí hậu khắc nghiệt khi nhiệt độ lên đến ba con số và độ ẩm cao hơn cả trong nhà kính. Bắc Dakota vào tháng Giêng cũng chẳng khác gì địa ngục khi nhiệt độ thấp tới mức có thể làm đông cứng mô sống trong vài phút và phá hủy bất cứ thứ gì được đặt ở ngoài trời mà không được che chắn. Và tóm lại thì tình trạng thời tiết kéo dài như vậy sẽ hủy hoại zombie theo nhiều cách. Nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy các bộ phận đã bị thối rửa bằng cách cung cấp các điều kiện hoàn hảo cho sự phát triển của côn trùng và vi khuẩn, những nhân tố có khả năng phân hủy bất cứ thứ gì bằng enzyme của chúng. Khí hậu khô nóng của sa mạc có thể khiến cho zombie khô như trấu trong một vài giờ. Thời tiết giá lạnh cũng khiến cho xương của zombie trở nên giòn hơn và dễ gãy hơn rất nhiều, ngay cả những hành động tấn công nhỏ hoặc vấp ngã cũng có thể làm cho hệ thống xương của chúng bị phá hủy hoàn toàn và đó còn chưa kể đến sự suy giảm gây ra bởi tiêu cực tiếng mặt trời, gió mạnh, mưa dông, mưa đá hay bão tuyết. Chắc chắn tất cả các hiện tượng thời tiết xấu này có lẽ là lý do tại sao zombie trong phim ảnh và truyền thuyết thích trú ngụ trong các khu vực tương đối an toàn như là tầng hầm, hang động và các nhà tù bị bỏ hoang. Đi ngược lại với các lý thuyết về sự vận động, tất cả chúng ta đều là những sinh vật có kết cấu sự vận động được hình thành nhờ liên kết giữa các cơ bắp gân các yếu tố thuộc về bộ xương và nhiều hơn nữa khi một phần của hệ thống này không hoạt động được thì chúng ta sẽ không thể di chuyển và điều này đặt ra một thách thức hóc búa rằng có quá nhiều zombie thời hiện đại có khả năng di chuyển hoàn hảo ngay cả khi xương của chúng sắp rời ra khỏi cơ thể và thịt thì treo lủng lẳng và tất nhiên thì tất cả zombie lãng vãng xung quanh khu vực nào đó, đôi khi với tốc độ khủng khiếp, dường như cũng chẳng thể tồn tại một cơ chế vật lý thực sự khiến cơ thể của chúng tự mục rửa, cơ bắp bị cắt bỏ và xương bị gãy. Điều này cũng đúng ngay cả trước khi bạn biết rằng chúng không hề có não. Hệ thần kinh trung ương của con người kiểm soát tất cả các hoạt động cơ bắp của chúng ta bằng cách truyền tín hiệu đến từ bộ não, đến các cơ quan, các tế bào, các cơ bắp, khiến cho chúng co giật để phản ứng lại các yêu cầu của chất xám. Và nhiều loại zombie xuất hiện những vết thương ở đầu rất nặng khiến cho não của chúng hoàn toàn mất chức năng, làm cho giả thuyết về các chuyển động phía trước của xác sống càng trở nên bất hợp lý. Hệ thống miễn dịch không tồn tại virus, vi khuẩn, nấm và các chất ký sinh có kích thước siêu nhỏ khác đã xâm nhập vào trong cơ thể của con người từ rất sớm, khiến cho cuộc sống của chúng ta khốn khổ và trở nên ngắn ngủi. Tuy nhiên, thì phải đến những năm 1800, thì các nhà khoa học mới tìm ra được các sinh vật xâm nhập siêu nhỏ như là virus truyền bệnh đầu mùa và HIV được xem là những kẻ thù nguy hiểm nhất đối với cơ thể của chúng ta. Hay miễn dịch của con người chức năng mà có thể bị tổn thương bởi sự xuất hiện của các tế bào máu trắng sẽ ngăn chặn các nguy cơ truyền nhiễm và giữ cho chúng ta tồn tại ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó. Và do vậy, những người bị suy giảm hệ miễn dịch thường có khả năng gặp phải rất nhiều vấn đề. Và đây cũng chính là những gì mà sát sống phải đối mặt bởi vì chúng không hề có hệ miễn dịch. Với cơ thể mục rửa thì sung bi là nơi hoàn hảo để các loài vi khuẩn, nấm và virus sinh sản với số lượng vô cùng lớn. Và điều này có thể khiến cho sát sống bị hủy hoại từ trong ra ngoài và vì chúng là thay ma nên đó có thể là một điều tốt đối với con người nếu zombie có thật. Hoạt động trao đổi chất bị vô hiệu. Con người ăn thức ăn để chuyển đổi chúng thành năng lượng cung cấp cho tất cả các hoạt động diễn ra hàng ngày, từ thở cho đến sinh đẻ. Và đó chính là vai trò của quá trình trao đổi chất. Chuyển hóa là một thuật ngữ bao quát gồm tất cả các phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể chúng ta. Về lý thuyết thì zombie ăn não vì chúng cũng cần được nuôi dưỡng để kéo dài khả năng hoạt động. Chỉ có một vấn đề, zombie không thực sự sống. Vì là những thành viên của một xã hội chưa thực sự chết là undead, cơ thể của chúng không xảy ra các quá trình chuyển hóa. Các chất dinh dưỡng mà con người hấp thụ bắt đầu được phân tách ngay từ khoảnh khắc chúng ta nhai một lá bánh pizza hoặc là bánh trứng. Và sau đó thì dạ dày sẽ đảm nhận nhiệm vụ tiếp theo là chuyển hóa những chất dinh dưỡng này thành calorie để chúng ta có thể tồn tại. Trong khi đó thì zombie không hề có hoạt động trao đổi chất, ngay cả khi chúng có thể khai phá năng lượng một cách kỳ diệu để nhai những bộ não thơm ngon thì dạ dày của chúng, thậm chí nếu chúng có dạ dày, cũng không thể cung cấp một quá trình hóa học để chuyển hóa các chất dinh dưỡng thành năng lượng được. Bị tấn công bởi động vật săn mồi chúng chính là linh cẩu chó sói gấu coyote một loài chó sói cáo và tất cả các loài động vật hoang dã hay đi lang thang khác khi thời kỳ hậu khải huyền được cho rằng đó là thời kỳ trái đất tận thế thì xuất hiện bạn sẽ bắt đầu sợ những loài động vật sang mồi này ngay cả khi bạn là zombie chúng rất nhanh dữ tợn và khi tấn công những con người khỏe mạnh càng trở nên hiếu thắng hơn vậy những con vật này sẽ phản ứng như thế nào với thay ma trong một hệ sinh thái bị xé nát bởi sự hỗn loạn của xác sống thì cơn đói chắc chắn sẽ là một thách thức không chỉ đối với loài người mà còn đối với những loài động vật và cũng giống như con người những loài động vật này sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể tồn tại thậm chí đó có nghĩa là phải gặm nhấm phần thi thể còn lại của đồng loại. Cái đợt tấn công không chỉ dừng lại ở những loài động vật săn mồi thuộc top đầu, ngay cả những loài có kích thước nhỏ như là chuột, gấu trúc và thú có túi cũng vui vẻ gặm nhấm những sinh vật chưa thực sự chết nếu có cơ hội. Chẳng hạn như là một quái vật zombie nào đó đang nằm dài trong hố bùn đang chờ đợi kết cục bi thảm. Thiếu các giác quan nhìn nghe sờ ngửi và nếm đều là những yếu tố cốt lõi cho sự tồn tại của chúng ta nếu thiếu năm giác quan này thì con người sẽ đi lang thang một cách vô định trên trái đất và chỉ trong thời gian rất ngắn chúng ta sẽ ăn phải những loài thực vật độc đâm sầm vào các cung cửa và chẳng có nghi ngờ gì khi ai đó đi trên bàn cà phê bởi vì cơ thể thê ma đã bị thối rửa nên rất khó để chúng có thể thực hiện được các thủ thuật chính xác trong việc tìm kiếm những bộ não ngon. Khi bắt đầu phân hủy thì các mô mềm của mắt sẽ là một trong những tế bào đầu tiên bị hủy hoại khiến cho zombie trở nên mù quáng và bắt đầu vồ lấy bất cứ ai kém may mắn chúng gặp phải. Mạng nhị của zombie sẽ bị hỏng và đó cũng chính là phần còn lại trong hệ thống tính giác, điếc vào mù. Zombie phải cầu cứu đến khấu giác vào lúc này chúng chỉ còn ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ nội tạng mà thôi. Và điều đó có nghĩa là zombie sẽ cần phải cảm nhận thế giới theo cách riêng của chúng. Nói chung, một số lượng rất ít có thể là nạn nhân, nhưng với những con người vẫn còn đầy đủ các chức năng thì hoàn toàn có thể tránh được sự tấn công của xác sống trong hầu hết các tình huống. Không có cơ sở cho các vết cắn tạo hóa đã hình thành nên một số con đường hết sức thông minh và khủng khiếp để lan truyền mọc bệnh, sởi chẳng hạn được lan truyền khi ho và bắt đầu hắt xì hơi. Đó là một loại bệnh có khả năng lây lan nhanh đến mức mà khả năng đến 90% những ai tiếp xúc với người đã mắc bệnh cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Và đây cũng là một loại virus hoạt động rất âm thầm vì chúng có thể sống bên ngoài cơ thể khoảng 2 giờ, lang thang trong không khí chỉ để chờ cho một người kém may mắn nào đó hít vào và bắt đầu quá trình phát triển trong cơ thể vật chủ. Một giả thuyết phổ biến là bất cứ ai bị cắn sẽ nhanh chóng trở thành zombie. Tuy nhiên thì điều này không thể xảy ra bởi vì zombie không có đủ khả năng để làm được điều đó. Đầu tiên, bằng cách nào đó thì zombie sẽ phải vồ lấy bạn đủ lâu để bắt đầu thực hiện một vết cắn. Tuy nhiên thì sẽ rất khó khăn nếu thay ma đó bị mất một tay hoặc là một chân và bạn rơi vào trạng thái hoảng sợ, lúc này bạn sẽ liên tục dãy dùa khiến cho vết cắn càng khó thực hiện hơn. Thứ hai, hành động cắn sẽ mất rất nhiều thời gian và năng lượng, hai thứ mà xác sống những quái vật đã bị thối rửa không hề có và thứ ba là hành vi cắn yêu cầu những tiếp xúc vật lý gần với nạn nhân zombie với cơ thể lạnh lẽo và di chuyển chậm sẽ khó gây ra được áp lực với bất kỳ người sống có máu nóng nào khác và đó còn chưa kể là độ trễ mà zombie tạo ra đủ để bạn nhận biết và bắt đầu cảnh giác với nó những vết thương khó lành trước khi thuốc kháng sinh đã ra đời thì các vết xước và các đơn giản đều là những mối nguy hiểm ngay cả với những ai tự tin khỏe như ngựa các vết cắn khiến bụi bẩn và vi trùng có thể xâm nhập vào nội tạng nhưng với quá trình vệ sinh hợp lý bao gồm cả việc rửa tay và rửa vết thương cuối cùng hầu hết các thương tích đều được phục hồi mặc dù sẽ mất thời gian và có thể dẫn tới tác dụng phụ lâu dài trong khi con người có các mô có thể tái tạo và tự chữa lành vết thương, thì zombie không hề có. Vết thương của chúng, bất kể nặng hay nhẹ, đều là vĩnh viễn. Hãy tưởng tượng nếu bạn bị vật nào đó cắn phải và đau ghê gớm nhưng không thể chữa lành, bị lan rộng hơn và sâu hơn qua từng ngày, khi thịt tiếp tục bị rách ra để lộ xương và cuối cùng thịt sẽ bị thối rửa, thậm chí là rơi xuống đất, liệu bạn có tồn tại được bao lâu? Zombie không thể đại tiền Dạ dày của bạn là một túi cơ có khả năng chứa khoảng 1,5 lít chất lỏng và rắn. Những người thường xuyên ăn nhiều có khả năng khiến kho dự trữ này bị căng lên và những ai có chế độ ăn vừa phải có thể dạ dày sẽ co lại một chút. Zombie là một loại được xem là kẻ săn mồi khủng khiếp nhất trong thế giới quái vật khi chúng có thể nuốt vào bụng tất cả não người chúng thấy vào bất cứ lúc nào. Bởi vì zombie không có đầy đủ các chức năng trong cơ thể, nên chúng có những khoảng trống trong hệ tiêu hóa đâu đó giữa miệng và hậu môn. Những lỗ hổng này làm cho chúng không hề có bất cứ lợi ích gì từ việc ăn não cả. Và tất nhiên vì có quá ít bộ phận trong cơ thể của zombie làm việc nên não mà chúng ăn sẽ bị rơi xuống một khu vực nào đó. Khi zombie ăn càng nhiều não thì những mớ hỗn độn không thể tiêu hóa này sẽ bắt đầu lên men sủi bọt khí và cuối cùng nổ tung trong dạ dày của chúng. Răng mất tác dụng men răng là chất cứng nhất trong cơ thể của chúng ta. Vỏ cứng này bảo vệ răng của bạn tránh bị mài mòn khi nhai thực phẩm và nếu chăm sóc răng miệng tốt, thì men răng sẽ giữ được rất lâu. Ngược lại, nếu uống quá nhiều nước có đường hay là bỏ qua việc giữ gìn răng miệng, thì bạn có thể trải qua các triệu chứng như là sâu răng tuột nú và một loạt các vấn đề khủng khiếp khác. Zombie không đánh răng hai lần mỗi ngày, thậm chí nếu chúng có răng. Vì nếu có zombie bị thối, men bị nứt và mất dần, những chỗ lồi lõm trên răng sẽ trở thành hố và nhộm màu, sau đó bị rời ra, khiến cho chúng cắn bạn trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, hàm răng của zombie có lẽ là phần cuối cùng bị phá hỏng. Ngay cả khi răng của chúng bị gãy, thì zombie vẫn có thể biến chúng trở thành thứ vũ khí đáng gờm nếu bạn bất cẩn dẫm phải trong phim ảnh. Ở một khía cạnh tích cực hơn, có thể bạn sẽ không bao giờ phải chạy trốn cả đời để lẩn tránh những cuộc rượt đuổi của xác sống. Quái vật không ngừng luẩn quẩn xung quanh bạn và gia đình bạn, vuốt lên mặt và cố gắng ăn não của bạn điều đó cũng có nghĩa là bạn không bao giờ có cơ hội biến một kế hoạch sống sót trước làn sóng zombie thành hành động dù bằng cách nào zombie hoàn toàn không thể tồn tại về mặt vật lý không có bất kỳ một phép thuật kỳ diệu nào có thể biến chúng trở thành một mối đe dọa thực sự đối với con người những người yêu thích hình ảnh của zombie thường có cái nhìn hết sức viễn tưởng về cuộc sống nếu một ngày nào đó trái đất rơi vào tận thế họ từ bỏ công việc văn phòng và những thú vui như là đốt lửa trại trong rừng bắn súng chơi bóng chày giống như những người khác tôi tự hỏi mình sẽ như thế nào trong viễn cảnh thế giới kết thúc như vậy sau một vài tuần suy nghĩ thì tôi nhận thấy rằng mặc dù tôi sẽ phải di chuyển đến một nơi xa xôi và luôn bị khủng hoảng bởi sự xuất hiện của các vụ đò súng nhưng kỳ thực nguyên nhân không phải là do zombie mà đó chính là sự thiếu hụt của thuốc chữa bệnh, xăng dầu và nước sạch, có lẽ chúng ta nên để zombie trở về với lòng đất nơi mà chúng thật sự thuộc về. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.